cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông tiếp tục cảnh báo một số hình thức lừa đảo đáng chú ý trên internet Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm quảng cáo dịch vụ nhận làm căn cước công dân giả hoặc làm căn cước công dân giả gắn chip phô chuẩn 2023, thu hút một lượng lớn người tham gia và tương tác vào các bài viết. Khi có nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Ngoài ra còn có trường hợp trả căn cước công dân nhưng không giống quảng cáo, có hình dạng mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt thật giả bằng mắt thường tuy nhiên mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân thật để áp dụng kỹ thuật như ghép ảnh chân dung sử dụng công nghệ in gắn miếng kim loại làm giả căn cước công dân nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt khác hoặc chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân từ hình thức trên để phòng ngừa ngăn chặn giảm thiểu nguy cơ lộ mất thông tin cá nhân trên căn cước công dân không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân cần có những biện pháp bảo mật đối với những thông tin cá nhân quan trọng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân trên căn cước công dân số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội hay dưới bất kỳ hình thức nào